Xin chào. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng tôi xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ cho chương trình này. Kính thưa quý vị, chương trình Siêu Quậy Tí Hon với 3 đội chơi và các thí sinh ở nhiều hạng cân khác nhau chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều niềm vui. Và bây giờ Đình Toàn mời quý vị tất cả chúng ta hãy cùng điểm qua danh sách của Siêu Quậy Tí Hon ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Cao Thắng, 1 tuổi, cân nặng 10kg, sở thích là thích ăn bánh, ăn trái cây, chơi xe và chơi cờ vua. Hạng Rùi, thí sinh Lê Duy, 3 tuổi rưỡi, cân nặng 24kg, thích xem phim hoạt hình và ăn bánh hamburger. Hạng Nặng, thí sinh Triệu Vi, 6 tuổi, 25kg, sở thích là ca, múa và hát. Đội màu xanh, Hạng Long, thí sinh Tuệ Chi, 1 tuổi, cân nặng 11kg, sở thích là thích âm nhạc sôi động. Hạng Rùi, thí sinh Minh Anh, 3 tuổi rưỡi, cân nặng 20kg, thích xem phim hài, phim hoạt hình Tom và Jerry. Hạng Nặng, thí sinh Minh Khoa, 6 tuổi, cân nặng 32kg, thích xem phim hoạt hình, chơi đá bóng và ăn gà mén. Ở đội màu vàng, Hạng Long, thí sinh Đắc Lộc, 1 tuổi, cân nặng 12kg, sở thích là thích mẹ xoa đầu và dỗ ngủ. Hạng Rùi, thí sinh Minh Thư, 3 tuổi rưỡi, cân nặng 20kg, thích xem phim hoạt hình và nghe nhạc thiếu nhi. Hạng Nặng, thí sinh Trung Kiên, 6 tuổi, cân nặng 31kg và sở thích đi chơi. Chào mừng quý vị đến với Siêu Quậy Tí Hon vòng thứ nhất, vòng vô địch Hạng Long. Các vận động viên nhỏ tuổi nhất của mỗi đội sẽ cùng bước ra tranh tài, và họ sẽ cùng tranh tài trong trò chơi đầu tiên, đó là đua xe đẩy giành giải quán quân. Wow, mỗi thí sinh sẽ được cung cấp một cái xe đẩy. Và kính thưa quý vị, có một điều bất ngờ mà không phải vòng thi nào cũng có, chỉ có trong Siêu Quậy Tí Hon mà thôi, đó là ngay bản thân các thí sinh thì không cần biết về luật chơi, nhưng quý vị khán giả và ba mẹ vui lòng nghe rõ và hỗ trợ. Mỗi thí sinh sau khi có hiệu lệnh của chú Đình Toàn thì sẽ bắt đầu xuất phát về đích. Nhớ nha, chúng ta có 2 phút. Chúng ta có 2 phút. Và thí sinh nào về đích đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm. Thí sinh về thứ nhì nhận được 2 điểm. Và thí sinh cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Ba thí sinh không cần nghe nhưng mà hãy cố gắng. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Nhanh lên. Lộc ơi, con nhìn lên xe đi. Ôi trời ơi, bỏ xe. Nè. Rồi, đẩy đi con. Đẩy. Chút xíu nữa. Đi lên con, đi lên. Chút xíu nữa. Kính thưa quý vị, sau rất nhiều cố gắng vất vả thì chúng ta đã tìm được thí sinh đạt giải nhất trong cuộc đua xe đẩy giành giải quán quân. Đó là thí sinh của đội màu vàng sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Wow, thí sinh của đội màu đỏ và đội màu xanh chưa đẩy được bao nhiêu nên đồng nhận hạng 3, và mỗi thí sinh mang về 1 điểm cho đội của mình. Kết thúc cuộc thi đua xe đẩy giành giải quán quân, đội đỏ được 1 điểm, đội xanh 1 điểm và đội vàng 3 điểm. Xin chúc mừng đội màu vàng.
Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng ruồi. À, các thí sinh 3 tuổi rưỡi của chúng tôi sẽ cống hiến cho quý vị những phần thi đấu rất là hấp dẫn đây. Và trò chơi ngày hôm nay đó là bàn vỡ. Bình thường phụ huynh chúng ta thường mang vỡ cho con của mình, nhưng nếu để bé tự mang thì sao? Chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với những thí sinh ngày hôm nay. Nào các con, trước mặt các con có 3 đồ vỡ. Khi nào chú Toàn ra hiệu lệnh bắt đầu thì các con sẽ từ điểm xuất phát chạy đến, mỗi bạn nhận lấy một đôi vỡ, cầm về chỗ, ngồi xuống và mang vào. Nhớ nha, bạn nào mà mang vỡ nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Bạn mang nhanh thứ nhì nhận được 2 điểm. Và người cuối cùng thì chỉ mang được 1 điểm về cho đội của mình thôi. Nào, đội đỏ, ở nhà ai mang vớ cho con? Ai? Ba. Có khi nào mẹ mang cho con không? À, vậy hả? Vậy còn màu xanh, ở nhà con có mang vớ không? Ba. Con mang mấy chiếc vớ một lúc? Hai vớ. Hai chiếc là mấy ngón đâu? Đưa lên. Vậy là vậy hay vậy? Vậy là hai chiếc đó hả? Ôi, hay quá, chắc chắn rồi. Còn màu vàng, tôi qua tới bạn liền đây. Thế nào? Con mang dép, con mang vớ không? Mang vớ một miếng. Mang một miếng thôi hả? Rồi mang giày, có mang vớ không? Có. Mang mấy chiếc? 4 chiếc. 4 chiếc vớ. Cả 3 thí sinh chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Chạy về. Ngồi xuống và mang vớ vào. Nhớ nha, ai mang nhanh thì được 3 điểm. Quay cái đầu vớ lại. Chúng ta giúp bạn sắm thì thôi, mang vớ thì bạn phải tự mang thôi. Hay quá ta. Tiếp theo, chiếc cuối cùng, nhanh lên. Cố gắng lên. À, giỏi lắm. Wow, đội màu vàng còn rất là giỏi. Thế còn màu xanh và màu đỏ, mỗi người đang cố gắng vật lộn với một chiếc vớ cuối cùng. Có mang được không? Nhớ trồng đủ vô 5 ngón chân nha. Rồi kéo mạnh lên. Ráng lên. Này, ủng hộ con nha. Rồi ráng lên. Ở này nữa, nhanh lên. Chắc chưa? Con thấy mang về được chưa? Mang về được chưa? Con ăn xong rồi hả? Vậy thì hết giờ rồi. Nào, cả 3 thí sinh đứng lên. Cẩn thận, đi coi chừng té nha. Theo chú Tài ra đây. Đi ra đây nào. Đứng đây. Nào, đứng đây. Đó, đứng đây. Con xích qua đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra. Đầu tiên, màu đỏ giơ một chân lên. Chân bên này. Thế còn màu vàng giơ chân lên chú Toàn coi. Tiếp tục. Rất giỏi. Màu xanh thì sao? Giơ chân lên coi. Wow, cũng có dù ít hơn một chút. Cái chiếc bên đây tuyệt đối hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta phải cần xem xét điểm của cả 3 đội đây. Đầu tiên, đội màu vàng mang vớ rất nhanh và tương đối tốt nhất, nhận được 3 điểm đầu tiên. Công chúa mừng hơn. Đội màu xanh mang được 1.5 chiếc thôi và nhận được 2 điểm. Chúc mừng hơn. Thế còn anh chàng của đội đỏ, mỗi bên mang được 1 chiếc. Tổng cộng là bạn đội đỏ mỗi bên chỉ mang được 0.5 chiếc vớ thôi. Tổng cộng là mang được 1 chiếc và nhận được 1 điểm. Chúc mừng bạn. Kết thúc cuộc thi màn vớ, đội đỏ
được 2 điểm, đội xanh được 3 điểm và đội vàng được 6 điểm. Wow, quý vị ơi, các thí sinh Hạng Long của chúng tôi đã trở lại rồi. Nhưng lần này họ sẽ không phải cực nhọc di chuyển nữa, chỉ nằm yên một chỗ thôi. Bởi vì phần thi tiếp theo của họ sẽ là trò chơi Thi Uống Sữa. Cả 3 thí sinh sẽ được cùng cấp một bình sữa với thể tích như nhau. Và trong vòng 2 phút, thí sinh nào uống hết nhiều sữa hơn sẽ nhận được 3 điểm. Thí sinh uống ít sữa hơn một chút sẽ nhận được 2 điểm, và thí sinh uống ít nhất sẽ nhận được 1 điểm. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Bắt đầu rất là ngoạn mục, rất là nhanh. Đúng rồi. Các thí sinh đều nhiệt tình uống sữa. Uống đi, lẹ lên. Nhận thấy có lẽ là các thí sinh của đội đỏ đang gần về đích và rất gần rồi. Sao rồi, con no chưa? Nào thí sinh đội màu vàng, nhanh lên, màu xanh sao vậy? Đừng bỏ bình sữa ra, hãy cố gắng nào. Đội màu vàng cũng đã hết sữa rồi. Và thưa quý vị, thời gian dành cho trò chơi này cũng đã hết rồi. Wow. Và với việc kết thúc trước 2 phút, thí sinh màu đỏ đã mang về 3 điểm cho đội của mình. 2 điểm sẽ thuộc về thí sinh ở đội màu vàng. Thí sinh đội màu xanh bây giờ mới chịu uống sữa, nhưng muộn rồi, chỉ nhận được 1 điểm thôi. Cảm ơn phần dự thi rất nhiệt tình của cả 3 thí sinh, và đặc biệt là phần hỗ trợ của các bậc phụ huynh. Xin cảm ơn các chị rất nhiều, và cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi phần thi này. Kết thúc cuộc thi uống sữa, điểm số các đội là: đội đỏ 5 điểm, đội xanh 4 điểm và đội vàng 8 điểm. Chúc mừng. Trở lại với các thí sinh Hạng Rùi, chúng ta hãy cùng theo các thí sinh đến với một trò chơi mới, trò chơi Thầy Tả. À, Thầy Tả, thường đây là những công việc của bố, của mẹ. Và hãy xem các thí sinh của chúng ta đã bắt chước bố mẹ Thầy Tả cho bé như thế nào đây. Nào, đội màu đỏ, Lê Duy, ở nhà con có em bé không? À, vậy ở nhà con có mặt tả không? Con có mặt hả? Ai mặc cho con? Ba mặc luôn. Còn con, ở nhà con có mặt tả không? Con có mặt không? Tại sao con không mặc? Con mặc. Con sao? Con lớn rồi con mặc. Con lớn rồi nên con không mặc. Vậy còn Minh Thư, đội màu vàng nào? Minh Thư có em không? Có. Con mấy tuổi rồi Thư? 9 tuổi. Vậy em con mấy tuổi? Con 4 tuổi rồi, em con 4 tuổi luôn. Ở nhà em con có mặt tả không? Có. Ai mặt tả cho em? Có khi nào Thư phụ mẹ mặt tả cho em không? Có. Thiệt không? Vậy thì hôm nay trò chơi này chắc chắn là Thư sẽ giành được điểm cao rồi. Nghe đây, bây giờ trước mặt các bạn đều có một em bé. Nhưng em bé chúng ta mặt tả suốt cả ngày rồi. Bây giờ cần thay một chiếc tả mới. Hãy thay tả cho em bé. Mở tả ra, nhớ lau phấn, chậm phấn, và sau đó mặc lại một chiếc tả mới cho em của mình. Trong thời gian là 2 phút, nếu đội nào mặc tả cho em trước hơn thì sẽ giành được 3 điểm. Đội về nhì giành được 2 điểm. Và đúng theo luật chơi, người cuối cùng chắc chắn chỉ được 1 điểm thôi. Chú Đình Toàn sẽ đưa cho các bạn, mỗi bạn một cái tả mới nha. Của con. Của con. Và của con. Nào, 2 phút cho việc thay tả bắt đầu. Đầu tiên là, đúng rồi, mở tả cũ cho em ra. Giỏi lắm. Đúng rồi, chậm phấn cho em đi. Đặt tả cũ xuống đây. Đặt
chậm phía sau không, có chậm phía sau không, lật phía sau chậm luôn nè, cái mông nè, đứng lên cái mông nè con. Rồi lật phía sau luôn, rồi đúng rồi, mở mùa, mở một chiếc tã mới ra và mặc vô cho em đi nào, tã mới đây, mặc tã mới vào cho em đi. Bây giờ làm sao, bây giờ làm sao? Đầu tiên mình nhấc em lên, nhấc em lên. Rồi đặt cái tã phía dưới. Rồi đặt. Còn con thì sao hả? Đúng rồi. Ôi cẩn thận, đừng có đập em bé lầm rầm như vậy chứ. Rồi sao nữa? Đúng rồi, mở hai chân em ra, kéo tả lên. Hãy tìm miếng băng dính có trong cái tả và dán lại. Đâu rồi, đây nè. Lột ra, đúng rồi. Có mặc được cho em chưa? Mặc xong chưa? Nhanh lên, chỉ còn vài giây nữa thôi là chúng ta đã hết giờ rồi. 2 phút trôi qua thật là nhanh. Rồi dán vô đi con, dán vô, dán vô, dán vô, dán vô. Dạ, một bên, cái này nữa. Đúng rồi, con dán như vậy cũng được, dán vô. Cái gì con cố gắng lên, con cố gắng lên. Lẹ lên, hết giờ rồi, dán vô, dán đi con. Hết giờ rồi. Dừng tay lại. Và bây giờ chúng ta sẽ xem các thí sinh đã mặc tã cho em bé như thế nào đây. Đầu tiên là đội màu đỏ. Chú Toàn xem nào. Tương đối ha, tương đối. Dạ, giỏi lắm ha. Thế còn đội màu vàng. Con rớt ra không đây. Nó tuột dần thôi chứ nó chưa rớt. Đội màu xanh. Chú Tài coi. Đâu rồi chứ? Ôi, vậy thì bây giờ đã đến lúc chú Tài phải dành điểm cho cả 3 đội rồi. Đội màu đỏ, con xứng đáng nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Con ôm em đi. Đội màu vàng, với chiếc tã gần tuột, con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Và màu xanh ơi, màu xanh ơi, buộc lòng con chỉ nhận được 1 điểm thôi, vì cái tã của em bé đã tách ra khỏi em bé rồi. Và con nhận được 1 điểm. Wow, xin chúc mừng cả 3 vận động viên đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi vòng thi vô địch hạng rồi. Kết thúc cuộc thi thầy tả 5 điểm và đội vàng là 10 điểm. Chào mừng quý vị đến với siêu quậy tí hon giải vô địch hạng nặng. Ngày hôm nay các thí sinh ở giải vô địch hạng nặng sẽ cùng nhau tham gia trò chơi tìm tin tức. Trò chơi như thế nào? Mời quý vị và cả 3 thí sinh cùng lắng nghe. Chú Đình Toàn sẽ đưa cho các bạn mỗi bạn một tờ báo. Các con có nhiệm vụ là mở bao ni lông ra để mở tờ báo ra và tìm cho bằng được trang số 8 của tờ báo. Nhớ là trang số 8. Con biết số 8 không? Giỏi lắm, con biết không? Vậy thì hãy tìm cho được trang số 8 và giơ tờ báo lên cho chú Đình Toàn. Nhớ nha, ở nhà con có hay đọc báo không? Con đọc báo gì? Con đọc báo di đồng. Báo di đồng. Thế còn con, đội màu xanh, con đọc báo gì? Con đọc báo di đồng. Di đồng luôn, con đọc một gì trong báo di đồng? Đọc chuyện Mít Tì. Chuyện Mít Tì. À, vậy còn con, có bao giờ con đọc báo người lớn không? Không. Ủa, tại sao không đọc báo người lớn? Người lớn đọc, người không có đọc. À, báo người lớn để người lớn đọc, mình không có đọc. Giỏi lắm. Bây giờ, cả 3 thí sinh, nhớ, khi nào nghe hiệu lệnh bắt đầu thì hãy
tìm cách mở tờ báo ra và kiếm ra được trang số 8. Nhớ luật chơi chúng ta chưa nào? Bạn nào tìm được nhanh nhất sẽ được 3 điểm, bạn thứ nhì được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, 2 phút dành cho ba bạn, bắt đầu. Bum. Cẩn thận, đừng để rách báo, nhớ nha. Phần tìm tin tức này không dễ dàng đâu, nó đòi hỏi. Nhưng nhớ cẩn thận với những chiếc răng của mình nha. Hãy dùng sức mạnh đi nào đội màu vàng. Nếu đầu này không được, chúng ta trở đầu kia và tìm cách mở. Đó, thấy chưa, nghe lời chúng ta bao giờ cũng đúng. Nhanh tay lên, nhanh tay lên, nhanh tay lên. Oh, wow. Wow. Ráng đi, hình như là lớp cuối cùng rồi đó. Bạn ráng lên. Có cứng quá không con gái? Sắp hết giờ rồi nha các bạn, hãy nhanh lên nào. Nhanh tay lên một chút, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, chỉ có vài giây nữa thôi. Nhanh tay lên. Răng cắn đi. Con gỡ được cái gì chưa? Nào. Nhớ, cắn để gỡ bao ni lông ra thôi, chứ đừng có cắn rách tờ báo của chú Toàn nha. Lắm bạn gái, lớp mỏng giống như bạn vậy thì mới mở ra được, đúng không? Bạn trai thì sao, sắp xong chưa? Anh biết một thuộc lên, anh biết thuộc lên, thuộc. Kéo lên trên, kéo lên trên, kéo hết lên trên. Nhanh lên, trang số 8, nhớ là trang số 8 nha. Chúng ta sắp hết giờ rồi các bạn, trang số 8. Hết giờ. Dừng lại, cả ba bạn. Wow, để chú Đình Tàn coi nào. Chỉ có một mình đội màu vàng là mở được tờ báo ra và đúng là trang số 8. Chúc mừng đội màu vàng. Yeah. Yeah. Điều đó có nghĩa là đội màu vàng đã nhận được 3 điểm trong trò chơi tìm tin tức ngày hôm nay. Thế còn đội áo xanh và đội áo đỏ, các bạn đã có một quá trình tìm tin tức như nhau, là mặc dù đã cố gắng dùng hết sức lực, ngón tay và cả răng nữa, nhưng kết quả chúng ta vẫn không tìm được tin tức. Nhưng chúng ta vẫn quyết định dành tặng cho cả hai đội mỗi đội 2 điểm cho trò chơi ngày hôm nay. Xin chúc mừng cả ba đội đã vượt qua phần thi tìm tin tức với số điểm của đội đỏ là 10 điểm, đội xanh 7 điểm và đội vàng là 13 điểm. Các thí sinh hạng nặng của chúng ta đã sẵn sàng để bước vào trò chơi thứ hai rồi. Để Toàn nhớ xem trò chơi thứ hai sẽ mang tên là đẹp cảm. Nào, mời quý vị hãy cùng chúng tôi xếp thảm. Các thí sinh nghe đây. Mỗi bạn đều có 3 miếng thảm xốp. Nhiệm vụ các bạn là sử dụng cả 3 miếng này để di chuyển về đích. Người về đích đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm, người thứ nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Đầu tiên, bạn hãy đặt miếng thảm đầu tiên xuống. Bước lên, đặt miếng thảm thứ hai, rồi miếng thảm thứ ba. Nhớ lấy tiếp miếng thảm này lên trên, nhớ là phải sử dụng đúng 3 miếng thảm nha. Có thể cọ cọ, có thể nhảy. Nếu như các bạn khéo léo, quan trọng là chúng ta di chuyển về đích trước tiên. Nào, cả 3 thí sinh đã nắm rõ luật chơi chưa? Dạ rồi. Ở trò chơi trước tìm tin tức, con đã là đội chiến thắng. Bây giờ con có nhường phần thắng cho hai bạn không? Nhường không? Wow, vậy là con chấp nhận về chót. Chịu không? Lỡ con về nhất thì sao? À, lỡ con về nhất thì sao? Là do con giỏi, do con hay. Vậy thì khi chơi thì chúng ta hãy cố gắng chơi hết mình và hãy cố gắng giành chiến thắng một lần nữa, đồng ý không? Thế còn bạn gái,
con nhắm là con di chuyển xốp lại hai bạn trai không? Lại không, con là con gái, con yếu sức hơn mà. Con sẽ cố gắng chứ. Rồi, vậy thì cả ba bạn hãy cùng cố gắng và chuẩn bị tư thế sẵn sàng. 1, 2, 3, bắt đầu. Dạ, bạn gái của chúng ta đang di chuyển rất nhanh. Hãy cố gắng đi theo một đường thẳng thì sẽ lợi hơn về thời gian nha. Đội màu xanh đang vươn lên. Chúng ta cùng theo đội nào đạt thảm tính đích đầu tiên đây. Nhanh lên con, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cả ba bạn đều rất giỏi. Bây giờ theo chú Toàn bước về đây. Wow. Công nhận đội màu vàng, con đã giữ đúng lời hứa và đã nhường cho hai người bạn mình tới trước. Con quyết định về sau cùng. Và bạn gái, ngay lúc đầu con xuất phát rất nhanh nhưng mà hơi chậm một chút vào phút cuối. Cho nên 3 điểm sẽ thuộc về các bạn ở đội màu xanh. Đội màu đỏ nhận được 2 điểm. Và cuối cùng, đội màu vàng nhận được 1 điểm. Cảm ơn các vận động viên đã hoàn tất phần thi ở giải vô địch hạng nặng. Và tất cả chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả sau 3 vòng thi, đội nào sẽ là đội vô địch. Ở phần thi xếp thảm, tổng số điểm của các đội bây giờ là đội đỏ 12 điểm, đội xanh 10 điểm và đội vàng 14 điểm. Xin chúc mừng cả ba đội. Kính thưa quý vị, với rất nhiều những nỗ lực, cả ba thí sinh của cả ba đội đã hợp sức và đem về các thành tích như sau. Đội màu xanh đã mang về 10 điểm, nhận được huy chương đồng, một phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 900.000 đồng. Và đội màu đỏ với 12 điểm, nhận được huy chương bạc, một phiếu tặng quà trị giá 1.500.000 đồng cùng một phần quà của nhà tài trợ. Và cuối cùng, chúng ta cùng chúc mừng đội màu vàng đạt huy chương vàng với 14 điểm, nhận được một phần quà của nhà tài trợ và một phiếu mua đồ chơi trị giá 3.000.000 đồng. Xin cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình này. Chương trình Siêu Quậy Tí Hon do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi một lần nữa cảm ơn công ty cổ phần Diana đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Chào tạm biệt và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 19 giờ tối thứ bảy tuần sau trên HTV7. Xin chào. Của ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Chúc mừng sinh nhật, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức sản xuất chương trình giải trí truyền hình mang tên Chúc mừng sinh nhật. Đây là chương trình dành cho những người có ngày sinh trong khoảng từ thứ hai đến chủ nhật của tuần phát sóng, đồng thời cung cấp cho khán giả ngày sinh của những người nổi tiếng trong và ngoài nước, giới thiệu những nhân vật nổi tiếng có ngày sinh trùng với các sự kiện lễ kỷ niệm lớn nhất trong tuần lễ phát sóng chương trình.
tạo điều kiện cho các thí sinh được giao lưu với những nhân vật nổi tiếng có trùng ngày sinh với mình. Sau đây là điều kiện đăng ký tham gia đợt 4 của chương trình. Mọi người từ 18 đến 50 tuổi có ngày sinh từ ngày 28 tháng 4 đến 20 tháng 7 đều có thể đăng ký tham gia chương trình. Khi đến đăng ký mang theo một tấm hình 3x4, giấy tờ tùy thân để đối chiếu ngày sinh theo quy định. Thí sinh khi đến đăng ký cần ăn mặc lịch sự và phải chấp hành các quy định của ban tổ chức. Thời gian đăng ký từ ngày 23 tháng 2 năm 2008 đến ngày 24 tháng 2 năm 2008, buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8-292-737, 8-222-517. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Chúc mừng sinh nhật.